Xin kính chào tất cả cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Hôm nay thì mình sẽ dẫn tất cả các bạn đi thăm một cái chợ đêm ở ngay tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, một trong những cái điểm du lịch mới nổi, khá là nhiều cái thú vị. Trước đó thì mình đã từng đi thăm một cái điểm gọi là điểm du lịch trải nghiệm thực tế, đó là đi trải nghiệm ăn mận tại vườn của huyện Bắc Hà. Thì cũng có rất nhiều bạn bình luận là tích cực. Tuy nhiên thì các bác cô chú anh chị phải là người đi trải nghiệm thực tế thì mới hiểu được cái cảm giác đó. Hiện tại thì mình đang có mặt ở chợ đêm Sapa. Không biết là chợ đêm này có gì hay. Tuy nhiên thì rất là đông người mọi người ạ. Ngày mai sẽ là một ngày lễ hội đua ngựa. Mình sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người được xem một cái hành trình. Hôm nay thì mình sẽ đi vào trong chợ để xem là chợ này có gì hay mọi người nhé. Đây, khá là đông người. Hiện tại thì mọi người cũng đang đi, người thì đi về và người thì đi ra. Tuy nhiên thì rất là tấp nập mọi người. Cũng khoảng hơn 9 giờ rồi nhưng mà rất là đông. Đấy, ở đây rất là đông mọi người nhé. Không khác gì một thành phố thu nhỏ. Một thành phố thu nhỏ. Đây là một huyện thôi nhé mọi người nhé. Một huyện ở trên vùng cao Tây Bắc. Đây cũng là nơi mà anh Hải Sapa TV thường hay lui lại, cũng như là ghi rất nhiều thước phim về địa danh này, rất là nổi tiếng. Còn đây là một cái phương tiện di chuyển của người dân bản địa, đặc biệt là một cái sự trải nghiệm rất là hay. Đây là xe ngựa nhé mọi người nhé, xe ngựa đúng nghĩa nhé. Hiện tại thì cũng khá là hãy yên ngựa đấy mọi người. Đấy, xe thì cấu tạo rất là hay, có phanh có nhíp đàng hoàng. 300.000 một chuyến đi khắp thị trấn mọi người nhá. Gia đình đi là hợp lý, 6-7 người. Anh ơi, dạ. Ngựa này thì ví dụ mình cho ăn thì cho ăn vào giờ nào? Dạ. Cho ăn vào ban đêm à? Đây là ngựa nó ăn, mình ra ngoài phố này thì chủ yếu là lúc nào mình dừng ấy mình cho nó ăn trứng với lại ăn ngô hạt. Ngô hạt, ngô sống nhỉ anh? Dạ. Một chuyến như vậy là 300.000 anh? 300.000. Vâng. 300.000 một chuyến là mình đi quanh thị trấn này. Quanh thị trấn thì đi khoảng bao lâu anh? Nó rơi vào khoảng trên dưới 4 cây số là đi khoảng 20 đến 30 phút. Tùy nếu mà mình muốn trải nghiệm mình dừng ở đâu chụp ảnh các thứ thì mình đợi. Đấy, đi các điểm du lịch. Khá là hay đấy nhỉ. Đây các bác ạ, rất là hay. Một cái xe ngựa có thể chở được rất nhiều người này. Hai con ngựa nhé, hai con ngựa kéo một cái xe. Tiếp theo thì mình sẽ đưa mọi người đi vào điểm nóng của ngày hôm nay, đó là khu nhảy múa vui chơi của những cô gái dân tộc. Rồi. Hello. Hai mọi người ạ. Đây
Nào, múa đều lên, múa đều lên. Mạnh lên. Rất là hay mọi người ạ. Đây, những cô gái người Mông nhảy múa rất là đẹp nhé mọi người nhé. Đây này. Đấy. Đây là cây gì đây? Khúc khắc à? To thế? Khúc khắc to nhỉ? Thấm rượu à? Ôi trời ơi! Đây là dùng cho người ngủ phủ thức đấy phải không em? Không biết à? Đây à? Đây là củ gì? Rất là đông mọi người ạ. Rất là đông đây này. Chợ đông nghìn người luôn. Mạnh mẽ lên. Rất là đông vui mọi người ạ.
Thật sự là mình chưa bao giờ đến với những nơi mà tấp nập và đông vui như vậy. Một cái lễ hội và một cái chương trình tổ chức của một cái đơn vị ở cấp huyện thôi, nhưng mà tổ chức rất là rực rỡ và rất nhiều thứ hay ho ở tại địa điểm mà mình đi bộ ngày hôm nay. Thật sự là mình thấy nó không khác gì những cái nơi thành phố lớn cả. Và thậm chí là không khí ở đây nó còn tấp nập và con người ở đây rất là thân thiện. Đây, các cô gái nhỏ người Mông thì nhảy rất là hăng say nhé mọi người nhé. Thật sự rất là tuyệt vời khi mà được trải nghiệm ở cái không gian hội chợ như thế này. Ở đây thì di chuyển khá là dài ở một cái đoạn đường. Mọi người có thể di chuyển đi rất là dài ở ngay phía trước thôi. Thì một cái đoạn đường và một cái không gian để trưng bày và buôn bán. Đây có rất nhiều. Cái này là nướng đá hả chị? Ngon ha. Vâng vâng. Để chút nữa em quay lại, chút nữa em quay lại. Đang trẻ con nó đi trước. Đây là lạc xưởng nhé, lạc xưởng của... sáng mà anh quay qua đêm thoải mái luôn. Nét mặt này một mấy tiền này combo là 24 triệu. Thôi mới tinh luôn bản combo nét lắm. Hỗ trợ sáng mà anh đây nét quay lên căng này mà nét lắm rồi. Chống rung kể cả anh cầm anh chạy nó vẫn không bị rung ấy. Nó không như kiểu điện thoại mình cầm mình chạy là nó hay bị rung ấy. Ủa, có trời chống rung luôn đấy nhỉ. Vâng. Bao nhiêu tiếng? Con này á, quay liên tục thì được khoảng 3 tiếng. Còn nếu quay 4K thì được khoảng 30 phút thôi. Vâng. Tùy mà mình mua thêm cục này. Let's go, let's go. Yeah.
Đây. 600 người đang xem. Ok. Hay quá đây này. Đấn rất đông mọi người ạ. À, thời điểm hiện tại vào cái chợ này thì cũng khá là muộn rồi, tuy nhiên thì mọi người vẫn đang hăng say. Đây là ngựa này. Một trong những con xích thú rất là mạnh mẽ nha mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại thì mình đang ở chợ đêm Bắc Hà, Lào Cai. Một trong những chợ đêm tập trung rất là đông người. Ở đây là một trong những cái điểm chơi lý tưởng vào mùa hè. Tại vì là trên miền Bắc mình thì khá là mát mẻ vào cái thời điểm này. Khu vực trong này thì chắc là chợ trung tâm rồi mọi người ạ. Trong này là chợ trung tâm rồi. Xem mình vào trong này xem có gì hay không mọi người nhé. Bên kia đang đốt lửa trại này mọi người này. Chương trình văn nghệ ở bên kia. Rất là đông người ạ. Đấy. Dọc từ đây lên trên kia thì khá là đông người.
Đây các bác ạ, sau khi mà đi ngao du ở chợ Bắc Hà thì anh em quay trở lại đây và tổng kết với một cái nồi thắng cố rất là ngon và rất là tuyệt vời ở ngay chợ Bắc Hà luôn. Đấy, hôm nay thì có đoàn đi với cháu tôi cũng khá là đông. Đó. Có em cái gì nhỉ? Tâm Như. Đừng mấy chén rồi. Anh Đông, có cả anh Thảo này, đấy, bạn Nghĩa này, đặc biệt là có giới thiệu cho các bác được mấy ly. Em Hiệp là chính thức mỗi ngày một cốc nha các bác nhá. Đấy, em ấy mỗi ngày một cốc thì mới tỉnh cơ. Để nguyên cái cốc nha. Mấy ngày hôm nay thì cực yếu rồi. Sau một cái hành trình đi trải nghiệm rất là nhiều cảm xúc, hay cũng có vui có buồn có mọi người ạ. Một cái hành trình rất là đặc biệt của anh em di chuyển từ Hà Giang về đây, không phải là xa cũng không phải là quá gần. Đây là một cái nồi thắng cố rất là ngon nhé, thắng cố ngựa nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi thức phim nhé. Mọi người cùng nhau chia sẻ và lan tỏa những cái văn hóa đẹp của người vùng cao để bà con cũng như là các cái doanh nghiệp tìm đến để hỗ trợ cho bà con ngày một phát triển hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa thì bà con sẽ được hưởng rất là nhiều thứ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nhé. Cả mai đua ngựa xong rồi chén bữa trưa xong rồi tạm biệt nhau.